Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Yes. Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ đi lắp dàn karaoke của Ita. Và ở đây quán tiếng chẳng bom, cũng khá là mát và không gian nhà này thì cũng hơi nhỏ. Và thì tí mình sẽ show cho anh em một số sản phẩm mà mình với anh Tài cùng đi lắp hôm nay. Và bây giờ sẽ khoe dàn karaoke này. Đây, đầu tiên sẽ là một chiếc âm ly số BF Audio 909. Phía trên sẽ là chiếc micro G8. Và bên này sẽ là một chiếc sub bầu. Và đây là chiếc âm ly số BF 909 Pro. Mình thì mình hay thấy sắp test rồi thì gia đình nào cũng hay mua chiếc âm ly số này. Nếu mà có điều kiện thì anh em mua nên là mixer xài sẽ tốt hơn, nhưng mà có âm ly số này thì xài cũng tuyệt rồi, chỉ vài triệu thôi, nó khá rẻ. Alo. Bây giờ thì anh Tài đang thử cái dàn karaoke này. Alo. Và bây giờ thì sẽ thử cái dàn kara này với loa CAVS, xem nó khác biệt không so với cặp loa Avira này nha anh em. Thì phần nhạc trước mình đã để ở clip trước rồi, anh em nào xem thì chỉ tua lại một chút xíu thôi. Ok, và anh em cảm thấy cái cặp loa CAVS này thế nào so với chiếc loa Arira này? Và anh em có thể comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Thấy là thay vô nào cũng hay hơn. Đây. Và mình sẽ test lại cái loa Arira phía trên này cho anh em nghe rõ hơn. Với cái cặp Subbow, với cái loa Subbow này. Tình đó trở lại bao nhiêu trời em là hôm nay, giờ tôi chỉ ngay trong đôi tay, làm sao chúng được chung bước. Thôi em đừng nhận ra tôi làm gì, đời người không biết.
bye anh em. VDR chuyên gia âm thanh karaoke. VDR phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Tại mỗi chi nhánh, VDR chú trọng việc bài trí sản phẩm cũng như đa dạng các mẫu mã đến từ các thương hiệu nổi tiếng để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt, VDR còn đầu tư từ 1 đến 3 phòng thử âm thanh chuyên nghiệp, khách hàng có thể test trực tiếp chất lượng sản phẩm. Thấm nhuần trong mỗi nhân viên là phương châm phối theo nguyên lý, lắp theo âm học đã theo chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Nói về niềm tự hào, VDR chúng tôi luôn tự hào rằng bản thân đã là một doanh nghiệp hoạt động và phục vụ khách hàng bằng chính cái tâm của người trong nghề. Minh chứng cho những nỗ lực không đâu khác chính là giải thưởng danh giá Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu trong Picotrend 2016. VDR cứ chân thành đi và mọi việc đã được đền đáp xứng đáng. Quả thật là vậy, số lượng khách hàng tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi ngày một tăng. VDR quyết định mở rộng quy mô để phục vụ khách hàng với dịch vụ hoàn hảo hơn, chu tất hơn. Ghé ngay hệ thống showroom VDR để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.